kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai. Thưa quý vị, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ lùm xùm xoay quanh cơ sở thờ tự có tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Đi cùng với những sai phạm đang được làm rõ tại đây, thì tung tích của Diễm My, cô gái biến mất bí ẩn sau một thời gian tu tập tại cơ sở này cũng đang được dư luận quan tâm. Sau khi công an tỉnh Long An thông báo truy tìm Diễm My, tung tích của cô gái này vẫn là một ẩn số. Nếu không tìm thấy Diễm My, vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai có bị ảnh hưởng hay không? và sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này sẽ giúp gì cho vụ án, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây theo bài viết đăng tải trên báo điện tử Dân Trí với tiêu đề Diễm My có ảnh hưởng gì đến vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai, một nguồn tin cho biết kể từ khi phát đi thông tin truy tìm võ thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan đến cô gái này. Hiện công an tỉnh Long An đã phối hợp với nhiều tỉnh thành tìm kiếm Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra và những nội dung tố cáo nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai nguồn tin còn cho hay trường hợp không tìm thấy diễm my cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm những tố cáo về nhóm người ở tỉnh thất bồng lai nhận định ban đầu diễm my có thể là nhân chứng bị hại hoặc người liên quan cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án tỉnh thất bồng lai theo vị này thời gian qua cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can lê tùng vân cùng các bị can khác ở tỉnh thất bồng lai cung cấp thông tin liên quan đến diễm my nhưng chưa có kết quả Nguồn tin chia sẻ thêm, ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 16 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã thông báo chính thức về việc truy tìm võ thị Diễm My. Ngoài thường trú ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Diễm My từng ở địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn gọi là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Giải thích về lý do truy tìm Diễm My, đại diện công an tỉnh Long An xác nhận tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng xâm hại cô gái. Do đó, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm để làm rõ vụ việc. Theo ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My, khoảng tháng 9 năm 2019, Diễm My quen một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai qua mạng xã hội và chuyển đến đây sinh sống tu hành. Tháng 10 năm 2019, gia đình đến tỉnh Thất Bồng Lai để tìm Diễm My nhưng không thành. Từ đó đến nay, Diễm My cắt đứt liên lạc với gia đình và không rõ tung tích. Ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa Long An ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, chủ tỉnh Thất Bồng Lai, đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm Ngày 5 tháng 1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với bốn người ở tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án tỉnh thất bồng lai đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền Ngày 12 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Vụ tỉnh Thất Bồng Lai, 700 ngày tìm con của mẹ Diễm My về phía gia đình của Diễm My, sau gần 2 năm tìm con, cha mẹ cô gái này vẫn không ngừng từ bỏ hy vọng, mặc dù hành trình này không đơn giản. Đợi con từng ngày từng đêm, chị Đoàn Thị Tuyết Mai ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã có đôi lần bật khóc trong nỗi nhớ và sự tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ chị từ bỏ hy vọng gặp lại con gái mình ngồi trong ngôi nhà khang trang tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Đoàn Thị Tuyết Mai đã có những chia sẻ về 700 ngày đằng đẵng tìm con của chị. Ngôi nhà này từng là tổ ấm rộn vang tiếng cười của bốn người anh thắng, chị Mai, Diễm My và em trai. Sau lần gặp tình thất bồng lai năm 2019, Diễm My đã hoàn toàn thay đổi đến chị Mai cũng không nhận ra. Tính đến nay, chị Mai Anh Thắng đã có hơn 700 ngày tìm con nhưng vô vọng. Nhằm phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã gửi thông báo truy tìm Diễm My, cô gái mất tích trong suốt 2 năm qua. Nhận được tin này, mẹ Diễm My như có thêm niềm hy vọng mới sẽ gặp lại con. Năm 2019, trong một lần đi thiện nguyện, Diễm My quen biết với nhóm người của tỉnh Thất Bồng Lai chị Mai nghẹn ngào, họ thường xuyên gọi điện rủ con bé xuống cơ sở đó tu học. kể từ khi bỏ nhà đi tu, Diễm My của chị như trở thành một người khác. sau khi gặp lại, chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi từ 53 kg, con bé còn 46 kg, trông gầy gò ốm yếu. tôi và ba nó đã nhiều lần khuyên lơn nhưng còn không về, thậm chí Diễm My đã bỏ dở chuyến bay sang nước ngoài du học. chị Mai nói, khi con bé trở về nhà, nó khác lạ, nó u mê. Tôi không thể tin nó là Diễm My của tôi nữa. Nghĩ con bị bệnh vợ chồng tôi đưa Diễm My ra Hà Nội chữa, nhưng vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 2019, con tiếp tục bỏ nhà đi. Ban đầu My còn liên lạc với gia đình, năn nỉ mẹ xin được ở lại tình thất, để tu, rồi dần dần cắt đứt. Tôi quá buồn bã, đau khổ và tuyệt vọng. Lần cuối cùng được nhìn thấy con của chị Mai là vào tháng 6 năm 2020, khi đó chị dắt tay Diễm My đến trường đại học để làm giấy tờ. Trong lúc đó, My đã vụt tay chị rồi chạy mất khiến cả vợ chồng không kịp đuổi theo. Rồng rã gần 2 năm trời, vợ chồng chị Mai đã đi nhiều nơi, từ Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương, thì thám tử tư, nhờ youtuber nhưng Diễm My vẫn bạc vô âm tính. Trong suốt hành trình tìm con, chị Mai đã trải qua biết bao đau khổ, buồn bã, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng sau tất cả, chị vẫn cứ tiếp tục tìm con, tất cả nhờ vào trái tim của một người mẹ. Đã hai năm trôi qua, ngôi nhà thiếu vắng Diễm My. Trong ngôi nhà đó, có ông bố, bà mẹ, ngày đêm ngóng con. Còn có người em trai, nhớ chị đến vô cùng. Chị Mai cho biết, bằng bất cứ giá nào tôi sẽ chờ đợi, mong ngày Diễm My quay trở về. Trước khi đi, cô gái đã có những thay đổi thất thường khiến người mẹ như chị Mai cũng ngỡ ngàng. Diễm My ít nói hơn, có xin tiền mẹ, trước đó không có, chị Mai nửa tin tưởng nửa ngừa vật con gái mình. Lần cuối cùng My đi, cô gái mang theo 40 triệu đồng, đó là số tiền dành dụng khi làm việc tại công ty gia đình về phía tỉnh Thất Bồng Lai, chị Mai cho biết đã có nhiều lần gọi điện thoại cho Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, ông Lê Tùng Vân với mong mỏi được gặp con gái, xong mọi cuộc gọi của tôi đều vô ích, không có ai nghe máy. Chị nghẹn ngào, tôi thật sự xót xa đau khổ khi xem đoạn clip con gái mình đến tỉnh Thất Bồng Lai để xin tiền ông Lê Tùng Vân. Khi ở nhà tôi lo cho các con rất đầy đủ, đau lòng hơn, con tôi lại thực hiện các clip vu khống cho cha mẹ. Tính đến hiện tại, chúng tôi không đong đếm được thời gian công sức tiền bạc đã bỏ ra đi tìm con. Từ khi mi đi, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, có những lúc gục ngã, tôi bệnh nặng, tôi tưởng chừng như mình đã bỏ cuộc. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình nằm xuống, làm sao tôi có thể gặp lại Diễm My, được thấy nó trở về. Khi nhắc đến Diễm My, chị Mai bật khóc nghẹn ngào. Hơn 700 ngày qua, kể từ lần cuối cùng bà gặp con, chị chỉ biết cầu khấn trời Phật cho đứa con gái bé nhỏ được yên bình. Chị Mai rưng rưng nói, tôi không biết Diễm My hiện tại như thế nào. Tôi chỉ biết cố sống từng ngày để được nhìn thấy con bé trở về. Mặc dù không có nhiều ảnh hưởng đến quá trình điều tra, việc tìm thấy Diễm My là mong mỏi lớn nhất đối với gia đình cô gái này. Chưa một lần ngừng hy vọng và mong ngóng tin tức về con gái ruột trong suốt 2 năm, hy vọng cha mẹ của Diễm My sẽ sớm tìm được con. Cùng với sự vào cuộc truy tìm Diễm My của cơ quan chức năng, chúng tôi tin rằng ngày Diễm My trở về với gia đình sẽ không còn xa. Nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.